30 tuổi Mai Phương Thúy giàu cỡ nào, tiền kiếm từ đâu để mua bảo hiểm 20 tỷ? Ở tuổi 30, người đẹp dường như có tất cả trong tay, chỉ thiếu một tấm chồng. Gần đây, Mai Phương Thúy xuất hiện trở lại ở vài sự kiện sau gần 4 năm cô vắng bóng. Từ năm 2014, ít tham gia showbiz, nhưng tên tuổi của cô chưa khi nào giảm nhiệt với công chúng bởi sự tò mò về cuộc sống đời tư của người đẹp vừa nóng bỏng lại giàu có. Mai Phương Thúy vừa chia sẻ trong một bài phỏng vấn về cuộc sống hiện tại của mình. Tôi đang thành công với công việc chuyên môn. Tôi làm ngành đầu tư, 3-4 năm trước nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang ở đấy, bị định giá rất rẻ, nên tôi tập trung nghiên cứu vào đầu tư. Bây giờ thị trường tăng mạnh, nên tôi chỉ cần hưởng thành quả thôi. Ai làm đầu tư đều hiểu ý tôi nói gì mà. Từ cách đây vài năm, Mai Phương Thúy đã chi mạnh 20 tỷ mua bảo hiểm cho bản thân. Người đẹp có kinh tế ổn định nhờ thành công trong lĩnh vực kinh doanh và nổi tiếng với phát ngôn: "Tôi không thích chạy theo tiền bạc, vì thế tôi để tiền bạc chạy theo tôi." Được mệnh danh là đại gia bất động sản trong giới showbiz, Mai Phương Thúy từng mua căn hộ chung cư cao cấp tại Phú Mỹ Hưng, quận 7. Sau đó, cô chuyển sang ở một căn hộ khác tại đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Nhiều nguồn tin cho hay Mai Phương Thúy còn sở hữu căn hộ sang trọng ở Hồng Kông. Bên cạnh nơi ở sang trọng, Mai Phương Thúy còn nhiều lần được trông thấy dùng xe sang di chuyển. Để đáp ứng nhu cầu công việc cũng là sở thích của bản thân, người đẹp khá thường xuyên thay đổi xe hơi. Tuy nhiên, đa phần cô đều chọn các màu xe tối màu sang trọng lịch lãm. Mỗi lần xuất hiện, Mai Phương Thúy đều thu hút mọi ánh nhìn bởi sự sang trọng từ thần thái cho tới trang phục phụ kiện trên người cô. Vẻ ngoài của Mai Phương Thúy được khen ngợi ngày càng mặn mà gợi cảm sau 12 năm đăng quang. Ngoài bất động sản, Mai Phương Thúy còn đầu tư kinh doanh nhà hàng. Mai Phương Thúy sở hữu nhiều nhà hàng ở vị trí trung tâm, cô còn là chủ của một công ty với khoảng 40 nhân viên. Với thu nhập khủng từ nhiều lĩnh vực, cô chẳng ngại chi tiền cho hàng hiệu. Mọi món đồ đơn giản cô cầm trên tay, đi trên chân đều có giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Không ít lần người đẹp gây choáng vì khoe đồng hồ tiền tỷ đính kim cương, số lượng hiếm trên thế giới. Mỗi lần mua sắm của người đẹp đều khiến người nghe choáng váng vì số tiền quá lớn. Mai Phương Thúy chẳng ngại thị phi, thường xuyên đăng ảnh khoe chiến tích mua sắm trên trang cá nhân. Có lần cô khoe chiếc túi bé xíu chỉ đựng vừa thỏi son cũng có giá bằng lương lao động của một người thường trong vài năm. Mới đây, mỹ nhân này còn vui vẻ đăng ảnh mặc đồ hiệu không hề phù hợp với bản thân nhưng mua cho vui chỉ vì nhân viên nam tư vấn quá dễ thương. Cuộc sống sang chảnh của cô không thể thiếu những chuyến du lịch ở khắp nơi trên thế giới. Hoa hậu Việt Nam 2006 sở hữu rất nhiều đồng hồ đắt tiền và đây là chiếc có giá trị lên đến 2,4 tỷ đồng. Xinh đẹp, thanh đạt nhưng Mai Phương Thúy cũng gặp không ít thị phi. Điều này khiến cô e ngại khi chia sẻ đời tư với công chúng. Ở tuổi 30, trong khi các hoa hậu cùng thời cô đã yên bề gia thất, thì người đẹp này vẫn đang lẻ bóng và thiếu một tấm chồng. Lần duy nhất cô dính phải nghi vấn yêu đương là vào năm 2010 với một doanh nhân giàu có mang quốc tịch Singapore. Cả hai từng lộ nhiều khoảnh khắc thân mật bên nhau. Gần đây, cô cũng gây xôn xao vì thân mật với Noo Phước Thịnh trong đám cưới Á hậu Tú Anh. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã lên tiếng khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Chia sẻ trên truyền thông, Mai Phương Thúy cho hay cô đang suy nghĩ có nên hoạt động nghệ thuật nhiều hơn trong năm 2018 hay không. Cô cho biết trở ngại lớn nhất với bản thân là không thích nổi tiếng. Việc phải làm trung tâm của sự chú ý khiến tôi mệt mỏi. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn thế, vậy nên tôi vẫn băn khoăn. Còn nếu quay lại chỉ để làm những công việc mình thích, gặp gỡ những người trong giới mà mình yêu quý và kính trọng thì tôi rất vui, người đẹp chia sẻ. Trong khi đó, fan rất mong mỏi được thấy sự xuất hiện của người đẹp trong các dự án phim ảnh, sân khấu nhạc hoặc sự kiện thời trang, bởi nhan sắc và sự quyến rũ của cô luôn khiến người đối diện say đắm.